Chào mừng quý vị cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân Lạc Cà. Và hôm nay Nhân Lạc Cà rất vui khi lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Và sáng hôm nay trời sương mù dày đặc quý vị. Và Nhân Lạc Cà đang đi trên con đường Trần Phú hướng về phía nhà thờ Con Gà, nhà thờ Chánh Tòa đó quý vị. Thì sáng nay sương mù rất là dày đặc. Ta nhìn lên phía trên nhà thờ Con Gà, chúng ta thấy rằng biểu tượng cái con gà mà nó quay quay ở phía trên đỉnh của nhà thờ đó, ta đã thấy nó không còn thấy nó nữa. Và bây giờ Nhân Lạc Cà sẽ đi dạo một vòng quanh nhà thờ, sau đó đi ra Hồ Xuân Hương rồi chợ Đà Lạt, rồi ghé vào thung lũng Tình Yêu để cập nhật một số thông tin về cái giải Đà Lạt Ultra Trail năm 2022 đang diễn ra ở tại thành phố Đà Lạt. Và đây là khung cảnh nhà thờ Con Gà, nhà thờ Chánh Tòa ở tại Đà Lạt. Nhà thờ Chánh Tòa, nhà thờ Con Gà được coi là một biểu tượng của thành phố Đà Lạt. Đã bao nhiêu năm rồi, nó trường tồn với thời gian. Đây là một công trình kiến trúc từ thời Pháp người ta để lại. Và hiện nay khi tới Đà Lạt tham quan du lịch thì du khách không thể nào là không có ghé tới tham quan nhà thờ Chánh Tòa, nhà thờ Con Gà. Và sáng nay thời tiết sương mù dày đặc khá là đẹp nên Nhân Lạc Cà sẽ đi dạo quay một vòng xung quanh nhà thờ cho quý vị xem khung cảnh của nhà thờ Chánh Tòa. Và hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên là bà con theo đạo Công giáo thì sáng nay họ tập trung và đi lễ tại nhà thờ này. Thì mùa này sương mù cũng khá là nhiều vào những ngày mà thời tiết có cái sự thay đổi. Thì sương mù xuất hiện nhiều vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 quý vị. Đó là 3 tháng mà sương mù xuất hiện nhiều nhất. Vào những cái tháng này quý vị lên Đà Lạt du lịch thì chúng ta sẽ hay bắt gặp những cái buổi mà sương mờ như thế này. Ở đây là sương chứ không phải là mây quý vị. Nếu mà chúng ta đi vào buổi sáng sớm á, có thể là chúng ta sẽ cái áo khoác ở ngoài chúng ta sẽ bị ướt nhẹ, hoặc là các chúng ta mang kiếng á, thì nó sẽ có một cái lớp sương đọng ở trên kiếng của chúng ta. Và bây giờ Nhân Lạc Cà đang đi xuống con dốc Lê Đại Hành, con đường Lê Đại Hành để ghé ra chợ Đà Lạt quý vị. Thì ở đây trước mắt chúng ta là Hồ Xuân Hương. Hôm nay thì mặt trời đã lên, đã có thấy có ánh nắng rồi, nhưng mà chúng ta thấy là sương còn khá là dày đặc nên chúng ta nhìn ra Hồ Xuân Hương chúng ta không thấy gì cả ngoài một cái lớp sương trắng. Và Nhân Lạc Cà sẽ đứng lại đây và quay những cái góc cạnh bên cầu Ông Đạo cho quý vị xem. Ở đây có một cái bồn hoa, thì bồn hoa này người ta trồng hoa hồng với nhiều loại hoa hồng, màu đỏ, màu vàng, rồi màu trắng, rồi màu hồng cánh sen, cũng khá là nhiều loại, nhiều màu sắc. Thì nói tới hoa hồng thì hoa hồng ở Đà Lạt cũng rất là nhiều loại quý vị. Đây là cuộc sống mưu sinh của bà con. Đi ngang đường chúng ta thấy những cái cảnh quay. Ở Đà Lạt thì cũng giống như ở thôn quê thì cũng sẽ có những cái cảnh bà con đi làm, rồi những gánh hàng rong. Ở Đà Lạt người ta làm nông nhiều á, cho nên là quý vị đi thấy sẽ thấy những người nông dân họ mang ủng, mang giày, rồi mang cuốc đi ngoài đường. Chúng ta thấy chuyện đó là chuyện bình thường, ở thành phố ở Đà Lạt đó là chuyện bình thường quý vị, vì bà con làm nông ở Đà Lạt cũng khá là nhiều. Và đây là bùng binh nước, và xa xa kia đó là khách sạn TTC Ngọc Lan ở trên con đường Nguyễn Chí Thanh, con đường Thành Thái ngày xưa. Và bây giờ Nhân Lạc Cà sẽ ghé vào chợ Đà Lạt. Chợ Đà Lạt sáng nay quý vị thấy mùa phủ một cái lớp sương, nhìn khá là lãng mạn. Một buổi sáng như này chúng ta ghé Đà Lạt và đi dạo ngắm sương, rồi uống ly sữa đậu nành nóng hoặc là uống ly cà phê nóng vào buổi sáng thì hết sức là tuyệt vời. Hai bên đường ở con đường Nguyễn Thị Minh Khai hiện nay thì những cây phượng tím đang vào mùa nở, và khoảng giữa tháng 4 hoặc là cuối tháng 4 thì những cây phượng tím này nó cũng sẽ tàn. Theo thời gian thì nó cũng sẽ tàn. Thì hiện nay đó là mùa phượng tím cho nên là ở khắp Đà Lạt
những cây phượng tím đang vào mùa nở rộ, chúng ta có thể ghé tới đây để check in và chụp hình. Có nhiều người ta mang áo dài, bận áo dài ghé ở đây chụp hình đẹp lắm quý vị. Và đây là khung cảnh chợ Đà Lạt sáng nay. Bà con buôn bán với những người có những người họ bán rong, đi bán rong bằng những chiếc xe đạp, những gánh hàng, rất là nhiều kiểu buôn bán ở trên con phố cũng như thành phố Đà Lạt. Hay là những cô bán dạo, bán nho, bán các cái loại đặc sản ở Đà Lạt như dâu tây chẳng hạn, rất là nhiều. Và đây là ban đêm thì người ta bán áo quần, thì ban ngày thì người ta bày ra những cái chậu hoa, những cây kiển để bán cho khách hàng, để bán cho đa số là khách du lịch sẽ ghé lựa chọn. Và hôm nay là ngày Chủ nhật các quý vị, cho nên sau những ngày ghé tham quan du lịch ở tại thành phố Đà Lạt thì ngày Chủ nhật bà con du khách họ sẽ ghé chợ Đà Lạt để mua những cái đặc sản, những món quà để về làm quà, những đặc sản hoặc là những món ăn để về dùng. Và bây giờ Nhân Lê Cà sẽ ghé vào trong khuôn viên chợ Đà Lạt. Đây là chợ Lầu Đà Lạt quý vị. Thì cái chợ này cũng đã là khá là lâu rồi, cũng có những cái khu thì nó cũng khá là cũ. Và xa xa kia là khu Đà Lạt Center, khách sạn, khu Lin, khu chợ Lầu mới ở tại khuôn viên Đà Lạt. Chúng ta thấy phủ một lớp sương mù khá là đẹp. Sáng nay thì bà con buôn bán cũng khá là tấp nập quý vị, xe cộ hàng hóa, rồi du khách cũng như là người dân đi chợ vào buổi sáng sớm nay cũng khá là nhiều. Chợ Đà Lạt như những cái video trước Nhân Lê Cà đã giới thiệu thì chợ Đà Lạt không chỉ là một cái nơi để kinh doanh buôn bán những cái nhu yếu phẩm, những thực phẩm, áo quần, giày dép vân vân, để phục vụ cho du khách cũng như là bà con tiểu thương, phục vụ cho du khách cũng như là người dân ở tại thành phố Đà Lạt và các cái vùng lân cận, mà chợ Đà Lạt còn là một cái nơi, một cái điểm có nhiều cái góc chụp hình đẹp, nhiều cái điểm check in mà du khách ghé tới đây thường là để check in chợ Đà Lạt, những cái khung cảnh trên khu vực chợ Đà Lạt. Bên phía tay phải là khu Đà Lạt Center, chợ mới. Trong này thì họ bán các cái loại thịt cá, thịt bò, thịt gà, thịt heo rất là nhiều. Những video trước Nhân Lê Cà cũng đã có quay buổi nay sáng sớm. Khu này thì lúc luôn buổi sáng sớm là luôn luôn ẩm ướt và ướt nhẹp quý vị. Do khu vực này là người ta buôn bán các cái mặt hàng tươi sống, rồi giết mổ heo gà bò quý vị, chặt tiết rai đai rồi người ta rửa, cho nên là nước lúc nào cũng lai láng ở khu vực này. Còn cái khu vực này thì người ta chuyên bán về các cái loại củ, khoai lang, khoai mì, rồi khoai môn, rất là nhiều ở bên vực phía tay phải. Còn bên phía tay trái này thì người ta bán buổi sáng này người ta dọn ra, người ta bán rất là nhiều các mặt hàng. Người ta ai mà lười đi vào trong khu vực chợ có thể ghé ở đây mua, xong rồi đi luôn khỏi phải gửi xe. Nhưng mà khoảng 7:30-8 giờ thì người ta phải dọn dẹp ở khu vực này hết. Khi mà lực lượng chức năng người ta tới, tới đúng giờ thì người ta phải dọn dẹp, không cho buôn bán ở khu vực đó nữa. Phía trên chúng ta đó là một cái cầu. Cái cầu này đi từ hướng đường Phan Bội Châu đi vào khu chợ Lầu Đà Lạt, khu mà buôn bán các cái loại mặt hàng như là áo, quần, giày, dép, các mặt hàng thời trang đó quý vị, ở phía trên chợ Lầu. Và bây giờ là đã là 7:30 rồi quý vị. 7:30 sáng rồi mà những cái lớp sương mù vẫn còn dày đặc. Vào những cái thời điểm này quý vị đi du lịch Đà Lạt thì có những cái buổi mà sương mờ như này, chúng ta có thể đi săn mây hoặc là chụp hình quanh Hồ Xuân Hương, các cái khu vực ở trung tâm thành phố Đà Lạt mà chúng ta không cần phải đi đâu xa, ra khu vực Trại Mát Xuân Thọ, Cầu Đất.
Thì khu vực Trại Mát Xuân Thọ Cầu Đất thì vào mùa này thì ngày nào, đa số là ngày nào cũng có sương hết quý vị. Ở Đà Lạt thì 2-3 ngày hoặc là thời tiết thay đổi như nào thì trong một tuần thì khoảng có 2-3 ngày thì có sương thôi. Chứ còn mà khu vực Trại Mát Xuân Thọ Cầu Đất thì ngày nào cũng có sương. Sương ít hay là sương nhiều mà thôi. Cho nên mùa này chúng ta chỉ đi quanh quanh Đà Lạt đã có thể là check in chụp những cái bức hình mà sương sớm đẹp ở tại thành phố Đà Lạt rồi. Đi Đà Lạt mà chúng ta không có những cái bức hình về sương mờ Đà Lạt, check in những cái biển mà sương mờ Đà Lạt, đó là cũng là một cái thiếu đó quý vị. Nên vào thời điểm này thì rất là nhiều du khách người ta ghé tới Đà Lạt, người ta ra dậy sớm để đi bộ quanh hồ Xuân Hương cũng như là đi chụp những cái bức hình về sương mờ ở tại thành phố Đà Lạt. Và bây giờ Nhân Lực Cà sẽ ghé lên phía trên con dốc Lê Đại Hành. Phía trước mặt chúng ta đó là bưu điện thành phố Đà Lạt. Ở đây có một cái cửa hàng của Thế Giới Di Động, rồi ở phía dưới có một cái quán bar, đó là bar club, rồi quán cà phê. Đây có một chú cũng đang đi bán các loại củ quả hành rồi rau nữa quý vị. Chú cũng khá là già rồi. Ngày nào Nhân Lực Cà đi ngang khu này thì cũng gặp chú chở những cái xe rau củ quả đi bán vòng vòng ở quanh con đường Lê Đại Hành cũng như là khu Hòa Bình. Cuộc sống mà chúng ta nhiều khi đối với những người mà lớn tuổi khoảng 50-60 thì có điều kiện kinh tế thì người ta cũng đã là nghỉ ngơi rồi, nhưng mà đối với những người có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt hơn chút thì chúng ta sẽ thấy họ sẽ phải lao động không ngừng nghỉ. Có những người 70-80 rồi họ cũng phải tiếp tục làm việc quý vị, cho nên có những cái hoàn cảnh thì không ai giống ai hết. Và đây là cái khu cầu thang mà đi xuống từ khu Hòa Bình đi xuống chợ Đà Lạt, thì ban đêm cái cầu thang này rất là đông người, cũng đông du khách ghé tới check in chụp hình. Còn buổi sáng thì bà con họ bán dạo ở trên khu vực này, bán rất là nhiều mặt hàng, bông atiso, rồi bông cải, rồi ở đây người ta bán hoa nữa quý vị, dâu tây, rất là nhiều mặt hàng bà con bày bán ở đây. Cầu thang này còn gọi là cầu thang mộng đẹp quý vị. Và bây giờ Nhân Lực Cà đang hướng về phía khu Hòa Bình. Hiện nay sương vẫn chưa tan, khu Hòa Bình đang thấp thoáng ở trong sương mờ, nhìn khá là lãng mạn và đẹp. Thì khu Hòa Bình thì sắp tới, nhưng mà cũng không biết là thời gian nào, thì người ta cũng sẽ giải tỏa và sẽ xây khu thương mại cũng như là khu triển lãm. Ở đây thì buổi sáng sớm rất là nhiều bạn trẻ ghé tới đây để uống cà phê, ngắm bình minh, mặt trời lên ở phía chợ Đà Lạt nhìn khá là đẹp. Nên là điểm này là một cái điểm bán cà phê cốc thôi, nhưng mà đã thu hút rất là nhiều khách ghé tới đây uống cà phê. Và bây giờ Nhân Lực Cà sẽ hướng về phía thung lũng tình yêu để cập nhật một số tin tức về cái giải marathon Đà Lạt Ultra Trail năm 2022 đang diễn ra ở tại thành phố Đà Lạt. Trên con đường Phù Đổng Thiên Vương này cũng có nhiều cây phượng tím đẹp lắm quý vị. Và trên Phù Đổng Thiên Vương, đường Phù Đổng Thiên Vương này đặc biệt là cây xanh người ta trồng rất là nhiều, nên con đường này chúng ta đi bộ ở đây khá là mát. Thì ngày hôm qua là ngày 26 tháng 3 năm 2022 thì đã diễn ra cái giải marathon với các cái cự ly là 21, 45 và 70 km. Điểm xuất phát là tại đường Mai Anh Đào và điểm đến tại đó luôn. Thì diễn ra tại khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, và bây giờ Nhân Lực Cà sẽ ghé vào khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu để cập nhật. Thì 4 giờ sáng ngày hôm qua thì đã 300 vận động viên đã xuất phát ở cự ly là 70 km, rồi 6 giờ sáng thì 700 vận động viên xuất phát ở cự ly là 45 km, tới 7 giờ 30 sáng thì có 2.000 vận động viên xuất phát ở cự ly 21 km. Thì cự ly mà 21 km thì rất là đông người tham dự.
Và đây là khung cảnh của khu du lịch Thung lũng Tình yêu, và ở đây có rất là nhiều vận động viên đã tập trung ở đây, và cũng có rất là nhiều vận động viên nước ngoài quý vị. Thì ngày hôm qua thì cự ly 21 km thì vận động viên Trần Anh Đăng đã cán đích về nhất. Và cự ly 21 km này thì vận động viên nữ là Nguyễn Thị Hương cũng về đích thứ nhất. Và sáng nay thì cái giải mà 10 km này cũng tập trung khá là đông du khách quý vị, tập trung khá là nhiều vận động viên. Ở cự ly 45 km thì vận động viên người Pháp là Oran Valentin đã về nhất với thời gian là 5 giờ 24 phút. Và vị nhì thì cũng là một cái vận động viên người nước ngoài luôn. Thế ở cự ly mà 21 km cũng như là vận ở cự ly 70 km thì những vận động viên người nước ngoài người ta về đích khá là nhiều. Đây là những vận động viên mà chuyên nghiệp. Thì sáng ngày hôm nay thì cự ly 10 km ở giải marathon Udrechtel năm 2022 tại Đà Lạt thì xuất phát ở tại khu du lịch Thung lũng Tình yêu. Ở cự ly mà 10 km thì có 1.200 vận động viên sẽ xuất phát lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay. Và song song với đó thì có giải đua xe đạp địa hình nữa quý vị. Cho nên là ở Đà Lạt hiện nay có rất là nhiều các cái giải hoạt động thể thao, văn hóa, du lịch để mà thu hút rất là nhiều khách du lịch ghé tới thành phố Đà Lạt vào cái thời điểm này. Và sắp tới tháng 4 thì có những cái tuần lễ vàng về du lịch, rồi các cái hoạt động về văn hóa, những cái cuộc thi về nhảy ở tại quảng trường Lâm Viên, rồi các cái hoạt động văn hóa thể thao cũng khá là nhiều. Cho nên là tháng 4 và tháng 5 có lẽ là sẽ thu hút rất là nhiều khách du lịch tới tham quan ở tại thành phố Đà Lạt. Ở đây có nhiều vận động viên nước ngoài cũng tham gia ở cự ly là 10 km quý vị. Và Nhân Lê Cà rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy tiếp tục đăng ký để theo dõi những video sau của Nhân Lê Cà nhé. Và bây giờ Nhân Lê Cà xin bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Rất là quan trọng, Đà Lạt là địa điểm mà chúng ta